Điểm tin tuần trên Vĩnh Long Online ngày 1 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây. Tuyên dương bí thư đảng ủy cấp xã và chi bộ ấp khóm. Nỗ lực cấp căn cước công dân, đảm bảo tiến độ. Hai vụ sạt lở xảy ra trên địa bàn huyện Trà Ôn. Thị trường Tết Dương lịch năm 2023. Bố trí 741 lô chợ qua xuân. Sớm mức bình minh, nhộn nhịp đón Tết. Chiều ngày 26 tháng 12, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt biểu dương khen thưởng bí thư đảng ủy cấp xã và bí thư chi bộ ấp khóm khu trên địa bàn tỉnh. Đây là lần đầu tiên tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt biểu dương khen thưởng các đồng chí bí thư đảng ủy cấp xã, bí thư chi bộ ấp khóm khu với quy mô lớn, có 859 đồng chí là bí thư cấp xã và ấp khóm khu tham dự. Năm 2022, mặc dù tình hình phát triển kinh tế, xã hội và dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó khăn, nhưng với sự lãnh đạo sát sao của các cấp lãnh đạo và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, tỉnh nhà đã đạt và vượt 20 trên 21 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 11,28%, tăng cao nhất trong 10 năm qua, xếp thứ 3 khu vực đồng bằng sông Cửu Long và xếp thứ 10 cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 69 triệu đồng, tăng 12 triệu đồng so với năm 2021. Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những thành tích của các đồng chí Bí thư Đảng ủy cấp xã và Bí thư ấp khóm khu đã đạt được trong thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Bí thư Đảng ủy cấp xã và Bí thư ấp khóm khu là những người đứng đầu, thể hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, tổ chức vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, các cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân từng bí thư chi bộ đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống dịch bệnh và trở thành những pháo đài vững chắc, là tấm gương, nguồn động viên lớn để nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền để cùng đồng hành, chia sẻ, chung sức, chung lòng vượt qua dịch bệnh. Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn Bí thư Đảng ủy cấp xã và Bí thư ấp khóm khu luôn là nhịp cầu gắn kết giữa ý đảng và lòng dân, tăng cường tuyên truyền đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến với nhân dân, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong quá trình thực hiện. Đồng thời, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở. Tại buổi họp mặt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 20 đồng chí bí thư ấp khóm khu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền từ năm 2018 đến năm 2022. Thực hiện cao điểm 90 ngày đêm, triển khai các giải pháp, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai thi hành luật cư trú, về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, hết giá trị sử dụng sau ngày 31 tháng 12 năm 2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án 06. Công an tỉnh Vĩnh Long bố trí lực lượng, trang thiết bị, tăng cường làm thêm giờ, phục vụ tốt nhu cầu của người dân. Tại Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội và Công an các huyện thị thành đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ, cấp tài khoản định danh điện tử, thông qua công tác cấp đổi cấp lại căn cước công dân. Tài khoản định danh điện tử gồm hai mức độ, trong đó mức độ 2 người dân có thể sử dụng tương đương như căn cước công dân hoặc tương đương hộ chiếu với trường hợp là người nước ngoài. Khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ căn cước công dân. Hôm nay thì tôi đến công an huyện Tam Bình thì để làm cái định danh điện tử, thì mục đích thì để cho nó tiện trong quá trình đi lại giao dịch. Nếu mà lỡ có quên giấy tờ thì nó cũng tiện hơn, mình có mình dùng điện thoại mình mở cái app mà được mấy anh hướng dẫn cho mình đó. Lên thì mình trình tiện, đó thì lực lượng chức năng thì ta cũng chấp nhận, đó là điều tiện cho người dân. Khi công dân đăng ký tài khoản định danh điện tử có thể tích hợp nhiều loại giấy tờ cá nhân như giấy phép lái xe, đăng ký xe, tài khoản ngân hàng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an sẽ tự động xác thực và tích hợp hiển thị thông qua ứng dụng VNEID với các tính năng bảo mật tuyệt đối trên điện thoại thông minh. Do đó, sử dụng tài khoản định danh điện tử sẽ có nhiều lợi ích, tiết kiệm thời gian, chi phí, vì không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm nhiều khâu thủ tục,
khi thực hiện các giao dịch hành chính công mà không cần phải trực tiếp đến cơ quan hành chính để giải quyết. Về phía lực lượng trực tiếp cái thực hiện công tác này thì chúng tôi cũng cũng huy động các cái đội nghiệp vụ khác hỗ trợ lực lượng cho cái lực lượng quản lý chính là cái lực lượng trực tiếp thực hiện công tác cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân. Thì đồng thời thì cũng thường xuyên là ban lãnh đạo công an huyện cũng thường xuyên động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ để thực hiện tốt cái nhiệm vụ này, xem đây là một cái nhiệm vụ chính trị quan trọng như là cái trách nhiệm của lực lượng công an, là danh dự của lực lượng công an đối với cái chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên. Đồng thời thì chúng tôi cũng xác định các cái mô hình điểm ở các xã và công an thị trấn cũng tiên phong đi đầu trong cái thực hiện các cái chỉ tiêu về cấp nước gắn chip cho người dân trên địa bàn. Đồng thời thì cũng tiến hành rà soát những trường hợp mà khó khăn trong của người dân, ví dụ như là người già yếu, bệnh tật, người neo đơn thì chúng ta khó khăn trong đi lại, thì chúng tôi cũng thành lập cái tổ lưu động thực hiện vào thứ bảy và chủ nhật thì đến tận nhà để cấp căn cước cho người dân. Khoảng 15 giờ 40 phút ngày 29 tháng 12, tại khu vực đang triển khai thi công tuyến kè thị trấn Trà Ôn thuộc dự án đê bao sông Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2, đoạn qua khu 1 thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn xảy ra vụ sạt lở. Qua khảo sát, đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 82m, chiều rộng từ 15 đến 12m, trực tiếp ảnh hưởng 14 hộ dân với 48 nhân khẩu, có 13 hộ dân phải di dời. Trước đó, ngày 27 tháng 12, trên địa bàn ấp Long Thạnh, xã Lục Sĩ Thành cũng xảy ra vụ sạt lở bờ sông với chiều dài 32m, rộng từ 5 đến 7m, sâu từ 6 đến 8m, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của 5 hộ dân. Ngay khi sạt lở xảy ra, địa phương đã huy động các lực lượng nhanh chóng hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, giăng dây cảnh báo nguy hiểm. Ngành chức năng cũng đã tiến hành khảo sát, đánh giá nguyên nhân sạt lở, có giải pháp khắc phục, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Theo ghi nhận tại chợ Vĩnh Long, thị trường Tết Dương lịch năm 2023 hàng hóa dồi dào, giá một số mặt hàng tăng nhẹ. Cụ thể, thịt heo vẫn giữ như mức giá ngày thường, thịt nạc, sườn cốt lết 110.000 đồng một ký, sườn bẹ 150.000 đồng đến 170.000 đồng một ký, đùi 90.000 đồng một ký, thịt bò từ 180.000 đồng đến 260.000 đồng một ký, gà vườn 130.000 đồng một ký, vịt xiêm 80.000 đồng một ký, gà vịt công nghiệp làm sẵn từ 35.000 đồng đến 40.000 đồng một ký. Riêng mặt hàng mực tăng từ 40.000 đồng đến 50.000 đồng một ký. Cụ thể, mực nang 220.000 đồng một ký, mực ống và mực lá đồng giá 320.000 đồng một ký, tôm sông tăng 10.000 đồng một ký, từ 120.000 đồng đến 180.000 đồng một ký. Các mặt hàng rau củ quả có mức giá bình ổn, nguồn cung dồi dào. Các loại cây ăn trái nội ngoại nhập khá phong phú, không có sự dao động về giá. Theo Ban Quản lý chợ Vĩnh Long, chợ Hoa Xuân phục vụ Tết Quý Mão năm 2023 được tổ chức trên các tuyến đường thành phố Vĩnh Long với hơn 700 lô đa dạng các ngành hàng. Cụ thể, khu vực bán dưa hấu được bố trí trên 80 lô, khu vực thư pháp, đồ cổ, hoa giả trên 20 lô, khu vực đồ sành sứ gồm khoảng 10 lô, khu vực bán bonsai có 20 lô, khu vực bán cây tứ quý có trên 70 lô. Riêng khu vực mai vàng, cây kiển có trên 240 lô được bố trí đoạn từ dốc cầu Cái Cá đến dốc cầu Giáp Phường 9 và đoạn từ dốc cầu Cái Cá đến cầu Lộ. Khu vực bán hoa tươi các loại được bố trí trên 200 lô tại các tuyến đường như Tô Thị Quỳnh, Lê Lai, Trương Nữ Dương, Nguyễn Thị Út. Thời gian hoạt động chợ Hoa Xuân thành phố Vĩnh Long từ ngày 6 tháng 1 năm 2023 đến 11 giờ ngày 21 tháng 1 năm 2023, tức từ ngày 15 tháng Chạp đến 30 Tết. Không khí làm mứt Tết ở xóm mứt khóm 2, phường Cái Dồn, thị xã Bình Minh đang nhộn nhịp. Từ trong nhà đến ngoài sân, nhiều người quây quần với các công đoạn. Cô Thu Ba Bùi Văn Thẩm là thế hệ thứ hai trong gia đình có truyền thống làm mứt ở xóm nghề. Cô cho biết từ tháng 9 âm lịch, xóm nghề này bắt đầu nhộn nhịp. Đợt vừa qua đó, thì cái đơn đặt hàng từ khoảng tháng 9 tới tháng 10 đó bây giờ, thì cô đã xuất trên 3 tấn. Thì từ đây tới Tết thì dự trù là
mình cũng sẽ làm thêm được 6-7 tấn nữa. Ở đây thì cái sản xuất của địa phương đó là me, rồi mãng cầu, rồi chùm dược, rồi tắc, bưởi. Bên cạnh thì gồm có lươn chanh dây, khóm, rồi một số mặt hàng nữa. Thì coi như là trái cây của mình ăn được thì mình làm mức được hết. Chị Dương Thị Xuân Trang cho hay, ngày thường chị mua bán rau củ quả ở chợ, nhưng tới vụ mứt Tết là bắt tay vào làm. Hơn 1 tấn mứt me đến thời điểm này đã nhận được đơn đặt hàng. Dạ, đặt cũng hồi khoảng chừng tháng trước, mà của em thì 1 tấn mấy thì em cũng giao hàng hết rồi đó. Bây giờ chỉ có làm là giao cho người ta thôi, chứ còn hiện tại thì mứt mình cũng không còn. Dạ, me thì năm nay cũng hút, mà của em thì năm nay em bán được giá hơn hồi năm rồi, khoảng lên khoảng 10.000. Hồi năm rồi thì em bỏ 130, năm nay em bỏ 140. Dạ, ăn Tết ở đây thì năm nay thấy cũng phấn khởi hơn mọi năm, cũng ăn Tết cũng lớn hơn mọi năm ạ. Sớm mứt Bình Minh hiện còn khoảng 20 hộ theo nghề. Nhiều người làm cho biết giá cả nguyên liệu đầu vào tăng nên giá mứt năm nay cũng tăng từ 20 đến 30% so với mọi năm. Để đáp ứng thị hiếu khách hàng, ngoài các loại mứt truyền thống, nhiều người còn biến tấu bằng cách kết hợp với một số loại gia vị như muối, ớt bột để đa dạng sản phẩm. Quan trọng nhất là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để không chỉ đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng mà còn để giữ thương hiệu sớm mứt Bình Minh.